Vô hình. Hello các bạn. Đó, anh em đặt lớp mở lại. Đó, chia sẻ cho quý vị là bữa nay là chát tượng nha. Lấy mặt phẳng à. Đây anh em xài thử sạn đây. Đó. Cái này là tượng của mình là có cửa sổ, mình chỉ tô theo ngán của cửa sổ quý vị ơi. Là không cần ghém nha các bạn. Là chuẩn luôn, đẹp luôn. Hôm nay ra nguyên cái chuồng gà lắm đó ha. Tô phải nghỉ mở đúng cho được luôn nè. Mình phải tưới nước nhiều một chút để cho nó cháy. Cát nhuyễn mà bự phải chừng rung tay ha. Cát chị nhuyễn quá nhuyễn. Đúng rồi, có nhiều làm nhiều chứ của ít lòng nhiều. Lại mua quay có làm được cái gì quý cái nấy quay. Nhà giám sát luôn. Bà thảo đi nè, lại đây nói chuyện chờ chết rồi, chờ tao quay vô trời. Cái khô hết rồi. Đây hẳn mấy đứa con không? Ba hả? Vậy là chưa có thêm nữa ha. Hãy nhìn bạn ha. Bạn hay quá. Vậy là chủ có kinh nghiệm luôn. Kéo qua nước rồi tới cái mình thiếu chút đỉnh mình kéo cầm lại quý vị. Cái dặm hồ khô cán là trà hủ tụt là thành thánh. Ok. Đảo đi xô nước anh ơi. Thank you.
phân giải hai cửa rồi đó. Mà không có lớn nổi rồi hả? À, nó liếm riết thì nó lâu lắm. Một cái góc còn nó có xin phép không biết bán đó, nó làm khó được nghe. Lương cao à, nhưng mà sách bay nữa mà cào kéo là thấy mẹ ăn cặp bảo bảo được không, nghe kèo nhỏ để biết không vậy cặp bảo được á. Cái chuyện đó là ai muốn làm gì làm quên mấy đứa đông luôn quá lần này cái huyện thay đổi đất đâu mà mấy đứa chết đồng nào đó đó kể như là người ta là một nửa mắt người ta biết màu vàng. Sao thấy bà kia bà dọn quá dọn. Đâu vợ giáp năm hai hai giáp dỗ rồi. Còn bà kia thì chắc mới giáp năm đây vậy. À, cán quá kỹ nha quý vị, cán qua cán lại cán tới chiều luôn á quý vị. Khói trà cán tới chiều luôn đó. Tới 11 giờ là xong ngay đó chị ơi. 11 giờ là cán rồi bu gan cơm luôn khỏi cần trà. Quá kỹ. Giờ tối quá bạn. Đang cà tường rất đẹp nha quý vị.
anh nuôi đủ anh tu luôn hả? Đó giờ tu luôn đó. Tại vì bà bán số giờ bà cũng hơi khiếu nại hơi. Tu luôn. Các nhãn tô mình đẹp quá ha. Đẹp. Cái nó không có chất lượng các kia không. Khó làm. Các nhãn nào tô đẹp nấy mà khó làm nấy. Mình so thì nó đẹp dữ dằn nhưng mà cái làm bê cũng đẹp nữa. Cái kéo cực. Chối lò cái ánh sáng vô. Tăng ơi, qua đây Tăng ơi. Cái đây cũng quay phim bút ra rồi, khóc hộ rồi mày. Khóc hộ tới chân rồi nè. Sắp thành công rồi. Sắp sửa gò giác rồi. Tổng thể đưa lên YouTube luôn. Nó cầm nguyên từ bự bự luôn như nè. Còn mình á là khi nào cái tường trái mình mới sửa. Đây mỗi chỗ nó mặt hay mỗi cái phong cách khác nhau. Tường này nó láng qua khỏi cần quét luôn. Khác mình. Đây anh em mình chia sẻ quay tới đây cũng chào tạm biệt các bạn nha. Rất là đẹp cho quý vị. À. Cái đồ đây nè, tấm bằng rồi nè. Hẹn lại anh em clip sau nha. Anh em xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cho khách vô nhiều kiếm tỷ thôi á, kiếm nhiều á. Tỷ bạc thôi. Hello, chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Lần sau mình sẽ làm cái clip hay hơn, bổ ích hơn.